thân là trụ trì nhưng lại dùng Phật giáo làm công cụ kiếm tiền, nghiệp báo sẽ ra sao? Thân là trụ trì nhưng lại dùng Phật giáo làm công cụ kiếm tiền, bạn có thể tin được không? Trong một video trước của Tâm Linh Cuộc Sống, Đại sư Liên Hoa Sinh đã từng có một dự ngôn về thời mạt Pháp. Những kẻ xấu lội lốt nhà sư bắt đầu đưa nhân loại vào cảnh lầm đường lạc lối. Ngay cả tượng Phật và dụng cụ hành lễ cũng bị biến thành hàng hóa để trục lợi. Một người trụ trì ban ngày trông rất hiền lành tử tế, gương mặt mộc phúc hậu, lại đội tóc giả và mang tất lưới để đi bar vào ban đêm, đi siêu xe dự tiệc ở biệt thự hoành tráng. Trong thời gian này, bà ta cũng kết hôn với hai nhà sư và không ít mối tình một đêm được trả bằng tiền. Thậm chí, họ còn sử dụng Phật giáo làm công cụ trục lợi để có nhiều tiền hơn. Mọi người còn gọi bà ta là người phụ nữ hắc ám. Trong mắt chúng ta, những người trở thành nhà sư được cho là đã thoát khỏi thế giới trần tục. Tuy nhiên, có một người phụ nữ đặc biệt, một người phụ nữ xem tu hành là một nghề kiếm tiền. Từ lúc vừa bước qua cổng ngôi chùa, đã có một dạ tâm cực kỳ lớn, đội lốt nữ tu để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Sau đây, Tâm Linh Cuộc Sống xin phép giấu tên và tạm gọi người phụ nữ đáng sợ này là Ái Quân. Ái Quân sinh năm 1967 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Từ nhỏ gia đình cô tuy không giàu có, nhưng vì sở hữu khuôn mặt xinh đẹp nên mọi người ở các ngôi làng xung quanh đều biết về cô gái này. Nhiều người còn nói cô ấy chắc chắn sẽ có thể kết hôn với một người đàn ông tốt trong tương lai. Nhưng Ái Quân lại không nghĩ vậy. Cô mơ về một thành phố xa hoa nơi đô thị. Vào thời điểm đó, để thoát khỏi đói nghèo, dân làng chọn làm việc xa quê. Nơi các thành phố lớn đang phát triển, họ chỉ trở về quê vào các ngày lễ và mang theo nhiều món ngon vật lạ. Có những người trong làng thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy ô tô, một số còn giật mình bởi tiếng còi xe. Vì thế, có rất nhiều người bị thu hút bởi sự giàu có và xa hoa nơi thành phố này. Sau đó, vì gia đình không đủ khả năng nuôi anh em Ái Quân ăn học, nên cha mẹ quyết định cho cô nghỉ. Đối với quyết định này của bố mẹ, Ái Quân luôn có sự bất mãn trong lòng. Cô cảm thấy cuộc sống bi thảm hiện tại của mình, tất cả là do cô sinh ra ở nông thôn. Cô lại nghĩ đến nếu như còn ở lại đây, rất có thể cô ta sẽ bị nhốt ở đây đến hết đời và sẽ phải kết hôn với một anh chàng nông dân, hàng ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ái Quân không muốn cuộc sống này. Vì vậy, vào năm 1993, cô đã để lại một bức thư tay cho gia đình, sau đó chạy trốn khỏi nhà. Lúc này, cô mới 26 tuổi. Khi đó, đất nước Trung Quốc đang tiến hành cải cách mở cửa và Ái Quân được nghe người khác kể về thành phố phía Nam thịnh vượng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng mặt. Đột nhiên, trong đầu Ái Quân lóe lên một mục tiêu, đó là sẽ đi đến Hồng Kông và tạo dựng tên tuổi cho chính mình ở nơi này. Nhưng khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, sự thật lại không như cô tưởng, vì cô ấy không được học hành đến nơi đến chốn nên không có kỹ năng đặc biệt nào. Vì vậy, Ái Quân chỉ có thể làm một số công việc chân tay và sống với đồng lương ít ỏi từ những việc này. Không chấp nhận cuộc sống quá khó khăn, cô ấy bắt đầu sử dụng thứ có sẵn là vẻ đẹp của mình để giải quyết các vấn đề kế sinh nhai hàng ngày. Không lâu sau đó, Ái Quân gặp được một tài xế xe tải đã kết hôn rất thích cô. Mục tiêu của cô là chọn đàn ông đã có gia đình, vì thứ nhất, anh ta có đủ kinh tế để lo cho cuộc sống của cô. Thứ hai, đối với người kết hôn sớm và đang mệt mỏi với hôn nhân, thì Ái Quân giống như một cơn mưa tưới mát cuộc sống của hắn. Dưới sự cám dỗ và quyến rũ liên tục của Ái Quân, con cá thực sự đã sa lưới. Anh chàng này phản bội vợ mình để đến với Ái Quân. Kế hoạch kiếm tiền của cô gái đầy dạ tâm này chính thức bắt đầu. Tại sao cô ta lại làm chuyện đổi bại như vậy? Lý do duy nhất là để có được giấy chứng nhận thường trú tại Hồng Kông. Ái Quân đã chọn cách phá hoại gia đình người khác và kết hôn với tên tài xế đó. Nhưng sau khi kết hôn, cô ta lại bắt đầu chán nản khi thấy rằng chồng mình rất bất tài. Với thu nhập của tài xế xe tải, hiện tại không thể cho cô ta một cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cô ta bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ các điều kiện để xác nhận thường trú. Không còn cách nào khác là phải chịu đựng trong tuyệt vọng. Mãi đến 7 năm sau, cô ta cuối cùng nhận được giấy phép cư trú. Điều đầu tiên khi cầm giấy tờ chứng nhận trên tay chính là nhanh chóng ly hôn với chồng mình. Mặc dù có được giấy phép cư trú vĩnh viễn, nhưng để sống tại Hồng Kông vẫn còn là một vấn đề lớn. Nhưng không sao, Ái Quân đã không còn là một cô gái quê ngây thơ như trước. Trong lòng cô ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch lớn. Đầu tiên, cô ta đổi một cái tên mới. Sau đó cô ta bắt đầu đi đến những ngôi chùa để tiếp tục kế hoạch của mình. Ái Quân quan sát những người đến và đi trong chùa. Tất cả họ đều mang theo những chiếc túi lớn.
Vì vậy, cô ta nghĩ rằng trở thành một nhà sư có thể kiếm được nhiều tiền. Sau đó, cô ta tìm thấy địa chỉ ngôi đền đã chọn là mục tiêu và giả vờ là một cô gái đáng thương, rất khát khao được nương nhờ cửa Phật. Kỹ năng diễn xuất của cô ta thật sự khiến đại sư Chu Huệ đang sống ở đó cảm động. Vì vậy, đại sư Chu Huệ đã thu nhận cô ta và ban cho cô ta một pháp danh. Ái quân vừa mới tới chùa, không dám quá tự phụ vì chưa hiểu rõ Phật sự. Cô ta chỉ có thể giả vờ chăm chỉ để làm hài lòng vị đại sư này trước. Bằng cách này, ái quân sẽ có được sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Trong những ngày tiếp đó, cô ta làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong chùa và hết mực thể hiện lòng tôn trọng đại sư của mình. Dần dần, cô ấy lấy được lòng tin của đại sư và đại sư cũng giao thêm nhiều việc quan trọng cho ái quân. Vài năm sau đó, sư phụ Chu Huệ Viên Tịch lúc sắp lìa trần giao phó cho cô ta mọi công việc trong ngôi chùa và nghiễm nhiên ái quân đã trở thành trụ trì. Các nhà sư khác trong chùa cũng không hề phản đối, nhưng họ không biết tất cả điều này đều là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước. Mặc dù trước đây ái quân có vẻ ngoan ngoãn và tốt bụng, nhưng khi được lên làm chủ trì, cô ấy không ngần ngại xé bỏ toàn bộ mặt đạo đức giả của mình. Một số nữ tu giả biết quá khứ của cô ta trước đây đã bị đuổi ra khỏi chùa. Từ sau khi ngôi chùa này đổi chủ, một nơi vốn yên bình thực sự đã trở nên phức tạp và hết sức hỗn loạn. Ban ngày, ái quân sống như một trụ trì. Vào ban đêm, cô ta bắt đầu trang điểm đậm, mặc quần lưới tất, đội tóc giả và sống trong một biệt thự tự mình xây trước đó, đi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Dựa vào quyền lực trong tay của mình, cô ta liên tục nuốt tiền nhang đèn của chúng sanh đến cúng dường. Khi nào không có tiền sửa chùa, cô ta sẽ đưa người thân vào, giả làm ra bộ dạng đáng thương cho các phương tiện truyền thông để thu hút sự chú ý. Và hầu hết những tín đồ một lòng hướng Phật không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nơi thiền môn cửa Phật đổ nát, sẽ ra sức ra tiền cúng dường hỗ trợ. Cầm số tiền đó trong tay thì 9 phần cô ta đã giữ lại cho mình. Ngoài ra, ái quân làm quen với một ngôi sao nữ Hồng Kông thường đến thắp hương, đó là Diên Diên. Khi bắt đầu làm quen, Diên Diên đã thực sự bị lừa dối bởi ả đội lốt nữ tu này. Cô nghĩ là sư trụ trì là một người nghiêm túc cống hiến cho Phật giáo và vô cùng trách nhiệm. Dần dần hai người trở thành bạn bè. Diên Diên thường xuyên quyên góp tiền bạc và vật chất cho chùa, trong khi ái quân vẫn đóng vai tốt bụng. Cô ta thường giả vờ cảm động mỗi khi người bạn tốt của mình tiêu tiền cho chùa, thậm chí rút một lần đến 100.000 nhân dân tệ dùng để tu sửa ngôi chùa. Diên Diên không làm một mình mà thậm chí còn gọi bạn bè của mình đóng góp cho ngôi chùa. Nhưng dần dần, Diên Diên đã nhìn ra sơ hở. Trong đoạn phỏng vấn, cô cho biết: "Tôi rõ ràng đã quyên góp rất nhiều tiền, nhưng mỗi lần gặp, cô ta đều than vãn. Cô ta thực sự xem tôi là kẻ ngốc sao?" Vì thế, Diên Diên bắt đầu điều tra riêng. Và sự thật, cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng ngàn năm có một. Ái quân bước ra từ chiếc siêu xe với gương mặt trang điểm đậm, bộ tóc giả trên đầu, đang chuẩn bị bước vào quán bar lớn nhất nhì đất Hồng Kông. Thậm chí, cô ta còn đáp ứng tất cả các nhu cầu của nam giới. Khi điều tra sâu hơn, hàng loạt sự thật đã được hé mở. Bức màn che của ả ái quân đã được hạ. Hóa ra, ái quân hiếm khi sống trong chùa. Mỗi đêm sẽ có xe sang đưa cô ta về biệt thự. Ngoài việc tìm kiếm nhiều người đàn ông bên ngoài, cô ta vẫn còn một người chồng chính thức và hai nhà sư thường xuyên lui tới. Khi nhìn thấy cảnh này, Diên Diên thực sự vô cùng kinh tởm trước người mà mình đã từng gọi là bạn. Một ái quân với tấm lòng lương thiện, đạo đức. Bất kể xét nhìn ở góc độ nào, hành vi này là không thể dung thứ. Một kế hoạch lớn của một người phụ nữ trải qua nhiều năm như vậy đã thực hiện được. Ước mơ của một cô gái nghèo với cuộc sống xa hoa giàu sang tại Hồng Kông. Cuối cùng, Diên Diên đã giao bằng chứng cho cảnh sát và dùng sức ảnh hưởng của pháp luật để tổ chức một cuộc họp báo công khai mọi sự thật về ái quân. Nếu mọi chuyện được xác minh là thật, ái quân sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ma quỷ đội lốt thầy tu, sư tăng vô đạo, thế sự vạn biến, thật giả khó lường. Cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để lừa dối con người, mê hoặc dẫn dụ con người. Khi chứng kiến những người giống như ái quân, có thể thấy dự ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2.500 năm trước thật sự đang ứng nghiệm khắp mọi nơi. Sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt Pháp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư, diệt vong. Mọi việc làm sai trái đều sẽ phải trả giá, bởi giấy không gói được lửa, rồi sự thật cũng sẽ được phơi bày. Các bạn nghĩ gì về sự việc này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của video. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video đến bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.